À, chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục làm cái clip để nói về những cái sai lầm thông thường khi chúng ta học ngoại ngữ hay là học chơi đàn. Thì hôm nay tôi sẽ nói về phương pháp và người thầy hay là người giảng viên, thầy cô nói chung. Vì phương pháp và người thầy là nó đi với nhau. Tại sao chúng ta phải quan tâm tới cái này? Thì chúng ta là người trưởng thành, chúng ta đi học không phải như đứa con nít mà cứ cứ đi học là đi học. Chúng ta bắt buộc phải quan tâm đến hai cái này. Phương pháp, tại sao chúng ta phải quan tâm đến phương pháp? Vì phương pháp nó liên quan tới cái mục đích của chúng ta và liên quan tới cái hiệu quả. Mục đích như thế nào thì phải có cái phương pháp phù hợp với nó. Đó, ngay cả chúng ta mua, thí dụ chúng ta mua đồ mặc chẳng hạn, thì cái đồ đó dùng để đi dạ tiệc hay là đi tập thể thao thì nó cũng đã khác rồi. Chúng ta mua một cái điện thoại thì mục đích của chúng ta là gì? Và cái số tiền bỏ ra, tức là nó liên quan tới cái hiệu quả của chúng ta như nào, thì chúng ta phải lựa cái phù hợp. Chúng ta học ngoại ngữ, học chơi đàn, chúng ta có ví dụ 8 tiếng một ngày thì cái vấn đề nó lại là khác. Mà nếu chúng ta chỉ có 1 tiếng một ngày thì chúng ta lại phải có phương pháp khác. Mục đích của chúng ta là chơi cái gì? À, chơi cái loại nhạc gì hay chơi cái gì để làm gì thì nó lại khác với cái một cái mục đích khác. Thì vì vậy cho nên là phải có một cái phương pháp thích hợp, và chúng ta phải nên tham khảo nhiều cái phương pháp cho liệu là nó có thích hợp với những cái điều kiện của chúng ta không, điều kiện về thời gian, điều kiện về tiền bạc, điều kiện về cùng cái mục đích mà chúng ta muốn theo đuổi, chứ không phải là chúng ta cứ thế mà chúng ta học. Nên tôi thấy có nhiều bạn ví dụ như đi học ngoại ngữ hay đi học đàn chẳng hạn, thì cứ thấy cái chỗ nào đông đông là học, cũng chẳng cần tìm hiểu cái phương pháp nó như nào. Như tôi cho như vậy là không được, không ổn, và nó sẽ dẫn tới cái chuyện là lãng phí về thời gian và tiền bạc, mà cuối cùng nó không mang lại kết quả như mong muốn thì chúng ta sẽ bị nản. Ví dụ học đàn thì tôi cũng mua nhiều sách và nhiều cái video hướng dẫn của các cái người khác nhau. Thì vì tôi có những cái mục đích khác nhau, bởi vì mỗi quyển sách hay là mỗi cái video đó họ có những cái trọng tâm khác nhau, thì chúng ta phải hiểu chỗ đó, chúng ta phải biết chúng ta muốn làm cái gì, thì chúng ta phải xem cái phương pháp nó có phù hợp với mình hay không. Thế thì khi các bạn học ngoại ngữ hay là các bạn học về chơi nhạc, các bạn phải hỏi đến cái phương pháp mà chúng ta định theo học đó là như thế nào, để xem nó có phù hợp với mình hay không, nó có đúng cái mục đích của mình hay không, và nó có hiệu quả hay không. Đó, rồi cái thứ hai là người thầy, thầy cô gì đó. Thì người thầy, tôi cứ gọi là chung là người thầy hay là người hướng dẫn. Người thầy là cái người để triển khai cái phương pháp đó. Đó, phải triển khai đúng cái phương pháp đó. Giả sử tôi có một cái phương pháp A thì tôi phải dạy theo cái phương pháp A đó, chứ không phải là cái một phương pháp thì một đằng và người hướng dẫn thì là một nẻo, thì như vậy là không được. Rồi cái sai lầm của chúng ta nữa là chúng ta cứ thấy một cái người nào giỏi thì chúng ta đi học theo người đó. Không phải, hai cái chuyện nó khác nhau. Chúng ta thấy một người tiếng Anh giỏi chẳng hạn, thì đó điều đó không có nghĩa là người đó sẽ dạy giỏi. Chúng ta thấy một người đánh đàn giỏi không có nghĩa người đó có thể dạy giỏi, đúng không? Giả sử như là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nói tiếng Việt, thí dụ như tôi là tiếng Việt cũng khá 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 đó, vì tôi là người bản ngữ tiếng Việt, hoặc là các bạn cũng vậy. Thế các bạn có chắc rằng các bạn dạy tiếng Việt Nam có hiệu quả cho một người nước ngoài hay không? Các bạn cứ suy nghĩ đi. Các bạn dạy kiểu gì? Đúng không? Hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Đó. Chưa kể là giả sử một người bản xứ đi, hoặc là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nói tiếng Việt Nam mà giỏi mà chúng ta không biết tại sao chúng ta giỏi. Đúng không? Và có thể chúng ta chưa bao giờ học một ngoại ngữ, chúng ta chưa trải qua một quá trình học ngoại ngữ, thì làm sao chúng ta biết cách dạy cho một người khác, một người ngoại quốc học tiếng Việt được?
tức là học một ngoại ngữ được, bởi vì bản thân chúng ta chưa trải qua cái đó. Đó. Một người đánh đàn giỏi nhưng cái điều kiện của người ta khác, giả sử người ta tập 8 tiếng 10 tiếng một ngày và người ta đã đánh hai ba chục năm rồi mà hai ba chục năm người ta không làm gì cả, ngày nào người ta cũng 8 9 tiếng như vậy, thì liệu ra cái phương pháp đó có phù hợp với các bạn hay không đó. Cho nên ngược lại trở lại là cái người giỏi chưa chắc đã dạy đã giỏi rồi. Thế tại sao tôi nói cái người dạy nó đi với phương pháp, đúng không? Tất nhiên là phải như vậy. Ông theo một cái phương pháp này và ông triển khai cái phương pháp đó, cái người dạy bây giờ nó đã khác xưa rồi. Vì sao nó khác? Vì cái điều kiện nó khác. Hồi trước người dạy là gì? Là có kiến thức, và chỉ khi chúng ta gặp cái người dạy đó chúng ta mới nhận được cái kiến thức đó thôi. Vì các phương tiện nó thiếu, sách vở thiếu, băng đĩa thiếu, không có internet, không có bất cứ một cái gì hết. Thì chúng ta chỉ khi chúng ta gặp người đó chúng ta mới thu lượm được cái kiến thức đó. Còn bây giờ cái kiến thức thì nó đầy ra internet, các bạn có thể tra cực kỳ dễ dàng, nhưng vấn đề là phải sắp xếp hệ thống hóa được cái kiến thức đó trở thành một cái phương pháp làm sao cho nó có hiệu quả. Chứ còn cái kiến thức, cái lượng thông tin thì nó đầy ắp lên mà chúng ta cứ bới móc trong đó thì nó như đi vô một đám rừng mà chúng ta không bao giờ chúng ta tìm thấy một cái gì cả. Thì đó là cái vai trò của người thầy, là người hướng dẫn, người điều chỉnh làm sao để cho học viên đi theo được cái phương pháp đó. Đó. Thí dụ các bạn học ngoại ngữ, các bạn bây giờ đâu có cần cái người thầy đó phải phát âm đâu. Đâu phải là tôi cứ tới lớp thì tôi mới nghe được cái phát âm của cái từ đó, hoặc là của câu đó, hoặc thậm chí của đoạn văn đó. Đúng không? Bây giờ chúng ta có các cái phương tiện nghe nhìn, internet rồi máy tính, rồi đủ thứ hết. Chúng ta có thể nghe cái người bản xứ phát âm bất cứ lúc nào, bất cứ từ gì, chúng ta không cần gặp cái người thầy, đúng không? Chẳng để làm gì cả. Chúng ta có cần gặp người thầy để chúng ta biết về cái điểm văn phạm đó không? Không, nó đầy đến các bạn tra cũng được. Thế thì bây giờ cái người thầy làm gì? Là người để điều chỉnh. Vì chúng ta học nhiều khi chúng ta sai mà chúng ta không biết, và nhiều khi chúng ta học nó không, chúng ta đi theo như này nhưng mà chúng ta, vì chúng ta không phải là cái người sáng tạo ra cái phương pháp đó, thành ra chúng ta có thể trong quá trình qua học chúng ta đi gọi là trật trật đường rày, thì cái người hướng dẫn người ta sẽ uốn nắn lại, điều chỉnh lại và bổ sung những cái gì mà chúng ta để giúp chúng ta tự đi học, là tự học, chứ không phải ai, không có ai mà học thay cho mình được. Đó lý do là bạn có bao nhiêu tiền cũng vậy thôi, nó không thay thế được cho chuyện học. Tiền chúng ta có thể mua bất cứ cái gì nhưng cái chuyện học là không không thể mua được, chịu đúng không? Học là phải tự học. Còn tất nhiên chúng ta có tiền thì chúng ta có điều kiện hơn thôi. Thì trở lại cái người hướng dẫn hay là người thầy, tức là cái người điều chỉnh hướng dẫn cho người học viên đi đúng theo cái phương pháp đó, đi đúng theo con đường đó, chứ không phải các bạn tới lớp các bạn đừng, không phải mất thời gian để mà lấy cái kiến thức đó, không phải. Tới lớp là để chúng ta kiến thức ở nhà chúng ta cũng có thể lấy, thời gian ở nhà không mất thời gian tới lớp để mà biết được cái kiến thức đó. Nhưng mà tới lớp để cái người thầy là hướng dẫn lại, điều chỉnh lại những cái gì mình làm sai, những cái gì cần làm thêm, những cái gì có thể bớt lại. Tại sao cái này sai, tại sao cái kia đúng, nên tập cái này, nên bỏ qua cái khác. Vì chúng ta, thời gian chúng ta không phải là vô tận. Đó, cái nó liên quan tới hiệu quả một lần nữa. Hiệu quả là gì? Là bỏ ra công sức tiền bạc ít nhất, công sức tiền bạc thời gian ít nhất để đạt được một cái mục đích nào đó. Đó, đó là hiệu quả. Để làm được chuyện đó thì chúng ta phải biết được mục đích của chúng ta là gì, chúng ta đang giải quyết vấn đề gì, và chúng ta phải có một cái phương pháp phù hợp với cái mục đích đó. Và vì thời gian tiền bạc công sức của ta có hạn, cho nên chúng ta cần phải có một cái người hướng dẫn, hay là tự chúng ta cũng được, nhưng mà chúng ta phải biết điều chỉnh để mà với cái nguồn lực đó chúng ta đạt được cái mục tiêu là như vậy đó. Thì cái hôm nay về
phương pháp và người thầy. Đó, hai cái đó nó phải đi nhau, người thầy, vai trò của người thầy trong cái thời gian hiện thời buổi bây giờ nó đã khác xưa rất nhiều rồi. Phương pháp cũng vậy, vì chúng ta có nhiều cái lựa chọn và mục đích của chúng ta cũng nhiều hơn hồi trước nữa. Đó, chúng ta có thể có 100 cái mục đích khác nhau, chứ không phải chỉ có một cái là cứ thế mà cắm đầu mà đi học. Đó. Rồi xin cảm ơn, tôi sẽ còn có những cái clip nữa để nói về những các cái điểm trong học ngoại ngữ và học chơi nhạc. Rồi, xin cảm ơn.